không đường đấy đấy lợn đấy lợn. Mắc dây tờ của tôi. Anh nhìn chạy đèn này hay nhỉ? Quá hay luôn, hay đỏ. Quá đẳng cấp. Mà lúc phát tờ ở đây là ca nó lên nửa phố thì anh nghe bập 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 bập. Nùi. Còn thêm một vòng, nửa vòng nữa thôi. Không dây cáp nó đang căng không quấn được không? Quấn, quấn rồi. Xong đây à? Xong lùi lại đúng không ạ? Xong nhé. Nhà vô địch. Nhà vô địch. Kêu anh nhìn thấy. Không, nghiêm túc. 5 phút. Nghiêm túc. Cả đội. Anh sẽ... Anh đi thùng cái lồ không lên nóng. Anh trong đời. Trong là? 4 vòng này á. Sang năm. Khu vực bên kia di chuyển đi. Tôi người của ai bên này di chuyển đi rồi em ơi. Anh ơi đừng lại anh ơi, tôi bóng mà đó. Bây giờ xem đối thủ thế nào thì mình còn có cơ hội. Thì em cũng rồi. Có cơ hội rồi. Rồi. Em có cơ hội rồi. Hôm nay. Bị điên em mà bà. Bài này đi lá bùa tụt xuống rồi đúng không? Bài này phải anh Hùng phải giải nhất thì mới có cơ hội. Xuống như thế này không giải ra được nữa. Cái này là ngày hôm cứu 5 phút rồi. Không, cũng nhanh mà. Cái đoạn này cũng nhanh mà. Thấy chưa? Lật lật lật, nó lên rồi lên phạt đến rồi nó lật. Lên phạt đến rồi kéo nó lật. Lật đấy. Lật đấy, cái hồ này xe nó nhỏ gì 5 gọn lắm. Anh thì chắc chắn có giải rồi, không phải xem đâu. Mấy phút anh coi mấy phút đấy. Giờ 20 phút thoải mái. Còn anh ơi có hơn anh không? Anh xem.